shop hafam.com, shop bán ngạc refi, random refi, random code, mở hòm kim cương, cơ hội nhận 9999 kim cương, link shop mình đã dưới phần mô tả. Đã đến với kênh YouTube của mình nha, mình là Copy One đây. Thì ở trong cái clip này thì mình sẽ làm một cái bản mod full skin cho anh em trải nghiệm. Rồi thì chúc anh em có một ngày vui vẻ trong lành nha. Thì anh em vui lòng kéo xuống và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi thì đến với bản mod này thì bản mod này khá là nhiều skin đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là tất cả những icon đều có tên cộng bậc skin nha. Thì những cái bậc tên cộng skin này chính xác 99%, anh em khỏi phải lo. Và bao gồm cả icon động nha. Thì bản mod này thì mình mod rất là nhiều skin có biến về. Và đặc biệt là những skin mỗi skin thì có một hiệu ứng khác nhau và sẽ không bị trùng với nhau đâu. Đấy, anh em có thể thấy là mình làm rất là đẹp luôn, khá là giống thật. Tất cả những skin mới thì mình đều cập nhật vào đây cả rồi. Đấy, các bạn có thể xem nha, rất là nhiều skin luôn. Thì nick của mình không có nhiều tướng nên là nó sẽ không hiện sáng được cho bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Đây, các bạn có thể thấy là tướng mới của chúng ta có skin bậc A tay đua đường phố nha. Hiện tại thì sẽ không có một cái lỗi nào cả. Rồi thì bây giờ anh em sử dụng những skin giống mình để có biến về nha. Đầu tiên thì Murat thợ săn tiền thưởng. Các bạn sử dụng skin Murat thợ săn tiền thưởng để có siêu việt 2.0 thì vào trận thì bạn sẽ có biến về. Mặc định ở đây mình sẽ mod ta là Murat tặc dị. Đối với Narok của chúng ta thì mặc định mình sẽ mod là siêu việt. Và chiến binh hải ngục thì mình sẽ mod Narok đồ bôi công nghệ. Và quân đại địa ngục thì mình sẽ mod Narok siêu việt cầu biến về. Và led thì mặc định mình sẽ mod là thứ nguyên vệ thần. Các bạn sử dụng skin nữ đặc cảnh để có thứ nguyên vệ thần có biến về. Đối với Violet thì phi công trẻ thì mình sẽ mod thành nữ hoàng pháo hoa. Ngộ Không thì bạn sử dụng skin đạo tặc để có Ngộ Không siêu việt 2.0. Và mặc định thì mình sẽ mod ta Ngộ Không đặc vụ băng hầu. Skin Ngộ Không siêu việt 2.0 này có biến về nha bạn ơi. Yon thì mặc định mình sẽ mod là Long Thần Xoáy. Và Cung Thủ Bóng Đêm thì mình sẽ mod thành Thế Tử Nguyệt Tộc. Tại vì Thế Tử Nguyệt Tộc nó sẽ mới hơn skin Long Thần Xoáy này chơi rất là nhiều nên mình thấy là rất là chán. Và skin này thì nó có biến về. Laurel thì mặc định mình sẽ mod là Tinh Vân Sứ. Các bạn sử dụng skin gọi là Thiên Sứ để có Tinh Vân Sứ và có biến về.
Guido thì mặc định mình sẽ mắc là tiệp bãi biển và các bạn sử dụng skin phượt thủ để có Guido tiệp bãi biển và có miếng về. Đối với Natalia thì mặc định mình sẽ mắc là nghiệp hỏa yêu hậu và các bạn sử dụng skin quý cô thị tề để có hiệp hỏa yêu hậu. Tu lên thì mặc định mình sẽ mắc là chỉ tôn kiếm ti. Đây, các bạn sử dụng skin nhà thám hiểm để có chí tôn kiếm tiên và có biến về. Ở đây thì mình có bonus cho anh em sống xưa đời bình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng mây bay ngang trời tựa như ân tình cho thế thôi lòng không nói nhưng sao mình trong tim đau nhói em chẳng môi tao ngỏ ơi nghe đau nhói khi em buông bỏ đi chữ tình để rồi người bước rồi người quên lúc xưa cho nhau bước đưa tình tiếng đèn còn tất tình than gió đung đưa em may hồng hơi men còn vương kẹt chén cũng cần nhớ về người thương thức say nồng anh không thể nói không vì nhớ không vì được yêu là dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều lưu hết khi dòng thương nhớ hoài những cổ trên bến sông xưa mưa trong mắt người buông trong nắng kẽ theo gió nhẹ nhàng đung đưa em một cơn mây phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta thiên ý ngỡ như rằng cùng cách xa nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa đời mình thường ngồi cạnh bên nhau rất
Sầu đến nay, chẳng gối đầu đến mây. Thêm chút rượu và men cuốn một phim đi để tình thêm say. Đôi mắt buồn sâu cay, chẳng chút tình lâu nay yêu bồi. Trôi phí là bao. Oh, 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 oh.
em đỏ âu. Cho chân thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lâu. Bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó ủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải là thiếu gia. Nâng em về trong đời anh nhất định sẽ chiếu hoa. Yeah.